嗨，我过麦同学，我是大车哥的哥 ，OK。把门先把这个留定 ，Traffic Riddle，Let go。OK，Let's go。Sẽ luồn lách để tránh va chạm. OK, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tuyệt trail. Let's go. Hey, hey, so there he is, huh?Got you a nice little place to stay.This is it, Tony. Holmes. Okay, let's go. 点咗层会员嚟咯。
Và vào trong này thì các bạn sẽ thay một bộ đồ quần áo. Sau đó thì các bạn sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo. Gara để xem. Các bạn có thể lấy một chiếc xe nào đó đẹp và các bạn sẽ bỏ vào trong gara đó. Và khi đó thì các bạn sẽ cần gì thì các bạn sẽ lôi xe ra đi tiếp. Ở đây nhiệm vụ tiếp theo đó là các bạn sẽ chở ông sếp này đến vị trí một vài. Tiếp tục nhận nhiệm vụ nào. Ok, let's go. Ok, và từ cái tiếp theo, GTA Vice City. Các bạn lái xe số 2 hộ đi mình nha. Thank you so much. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shoveled shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Let go. Ah.
You want to feel the real thing, man? Can you smell me? Get some sleep, he says. Okay, let's go. Tiếp tục đi xe. Rất nhiều xe mà các bạn sẽ thích màu xe màu gì thì các bạn đi màu đó. Và mình sẽ đi xe này đi. Một chiếc xe khá là sang trọng. Will you be working for my father? Maybe. You mind me resting my hand in your lap? Maybe. Maybe. So difficult having a rich and powerful father. Vamos. OK, và từ cái tiếp theo là cơ theo ba. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Place right here. Let's get off the street and find the danger close. I know this guy. He's connected. His name is Luigi.
Me and him go back so I can probably get you some work. Come on, let's head over there. Okay. Let's go around the back and use the service door. We said it didn't work. Say that one. Tại có một chiếc xe không đẹp như mà thôi. Cứ lấy thôi, bị cảnh sát phát hiện rồi. Oh my god. Thôi, đón người thôi. Cô làng này đi khá từ tốn. Chẳng may có không cảnh sát nào ở đây thì mình sẽ bị bắt ngay. Rồi, và tiếp tục các bạn sẽ đi đến điểm màu hồng. OK, và từ cái tiếp theo. Hey, wait up! Let's go. That. You go get him, and I'll keep the engine running. Nhiệm vụ đó là các bạn sẽ xịt chèn vào cái ổ cũ của đội khác. Sau bức tường này rồi. About time, man. Suck my dick, bro, hey, who you mad dog? Who you all mean, son mother? Of bitch. Effers can go suck my motherfucking dick, man. Get it over with. Come on, let's cruise in the baller's chair. Come on, let go. You hit this up here, and I'll go up and do another hood. What the fuck? Get that fool! Thank you.
Thanks, man. Get us back to the hood, CJ. Like riding bike, ain't it, boy? Yeah, it all comes back. How you doing on the Fetty? I'm kind of shocked, you know. OK. Mình đã lưu thành công và tiếp tục tựa game tiếp theo. Ok. Ở tựa game này thì các bạn có thể mua cho mình những chiếc xe quái xế, hoặc là các bạn yêu thích chiếc xe gì thì các bạn có thể bỏ tiền và mua cho mình những chiếc xe mà các bạn yêu thích. Sau đó thì các bạn sẽ vào đường đua để đua trong tựa game này. Ok, let's go. Iceland. Một map cũng khá là đẹp. Let's go. Thank you.
tonight, huh? Đó. Là 259. À, hơn chứ. 265 gì đó. Các bạn dùng cả ly chô thì rơi vào khoảng 265. Ly chô full. Còn không bình thường tốc độ chỉ khoảng 250 thôi. Oh my god. Let's go, ok? Ở First Night, đây là một trong những tựa game khá hay và hot trong những tháng vừa qua. Các bạn có thể lào lát tựa game này, nhưng các bạn sẽ xem cấu hình máy của các bạn có chơi được tựa game này hay không. Và đây là một tựa game cũng khá là lặng, các bạn nhé. Rồi, và tiếp tục mình sẽ vào phần tiếp theo. Let's go. Risk was. Thank you.
set it all right since you, okay? Đây là một con mô tô xe máy khác đẹp. Có lẽ như kiểu là một xe đua này. Đằng sau lại như kiểu là chở hàng. So mean. Thank you.
Let's go. Rave Master. Okay, let's go. Cái này thì điều chỉnh dễ hơn cái tựa game mà sau tựa game này có thứ theo kiểu master nhưng mà có hơn nhiều. Kia đâm ra bị chậm. Để sao? Mình sẽ đi thẳng. Racing Matter, Race Matter, xong lại có Racing Matter nữa. Cái này như kiểu là anh em, tựa game anh em với nhau. Wow. Let's go. Wow, cái game này cũng khó thật. Tốc độ nhanh mà điều khiển nó không linh hoạt bằng tự cầm rồi. Quay trong đóng cái độ
哦，那么雷利罗。OK。这个那个当老 rock， 说，白天没事，全都跟他跳。Let's go, let's go. Let's go, baby. Yeah, yeah. Wow.
Sammy 湿仔咯，哇咧呢、這个匹有方面湿仔咧，哇飞行得快咯，咪瞓觉服你先啊，我嘅嚟呢边做咯，好，好 ，OK。hai năm mươi hai năm mươi nâng cấp lên và cái này là mua để các bạn sử dụng chứ không phải nâng cấp. Vừa rồi là hai cái ngay sát gần nhau. Ok, tí thì đi xem. Rồi và từ gần tiếp theo. Push Simulator. Bộ tựa game này cũng khá là hay và hot các bạn nhé. Các bạn có thể download vào chơi tựa game này. Đó là các bạn sẽ hóa thân là một anh chàng tài xế đi xe buýt. Sau đó thì sẽ đón đưa người dân đến địa điểm mà người ta cần. Ok. Wow, đi tới cuối bản đồ luôn à. Đi từ miền Bắc xuống miền Nam. Wow. Họ rơi vào khoảng tầm 16.700 cây. Đúng rồi. Hiện tại thì mình các bạn sẽ phải đến địa điểm đón khách. Ngoài trời đang mưa rất là to. Mình chẳng phải đi đâu. Xe đang khá đẹp. Passengers, it is the departure time for the vehicle. Please take your seats. Khi đón khách xong thì các bạn sẽ đi đến địa điểm tiếp theo.
đây là một chặng đường đi khá là dài. Các bạn có thể yêu thích tựa game đi xe và lái xe như thế này, các bạn có thể download tựa game này về chơi. Một game khá là hay các bạn nha. Ok, wow, sống chớp luôn. Mưa rất là thật. Giật luôn. Sau đó thì các bạn sẽ tiến ra ngoài. Tốc độ của tựa game này chắc cũng khoảng xe này chắc được tầm 100 cây gì đó, khoảng 120 cây gì đó. Đi thôi. Don't know. Ok. Yes sir. Trong 20 cây, tốc độ giới hạn trong 20 cây. Và ở đây các bạn ấn đó là tự động lên cái này, lên ga. Thì các bạn không cần phải ấn ga nữa, và các bạn chỉ cần ấn sang trái sang phải thôi. Và nếu mà các bạn muốn tự mình ấn ga để điều chỉnh, các bạn ấn lại cái này. Thì lúc này các bạn sẽ điều chỉnh tốc độ làm sao để nó vừa phải được. Và các bạn có thể điều chỉnh ở đây, các bạn sẽ cho giảm đi, lái nó dễ. Tầm 90-100 thì các bạn lái nó sẽ điều chỉnh nó dễ hơn và các bạn đi tốc độ cao. Ok. Wow.